Chào mọi người, hôm nay đưa mọi người đến thăm trại chó Marvel ở Kon Tum, thành phố Kon Tum, trại chó Hoàng Ngọc Thiện. Thì cùng vào xem trại chó một chút và nghe cái một số cái chia sẻ từ bạn Ngọc Thiện ở Kon Tum các bạn nhé. Rồi, đấy. Khi mà vào khu vực xem chó này thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng chó này nhiều nhá. Âm thanh mình sẽ để âm thanh tự nhiên, thành ra là nếu mà bạn nào đang mở âm lượng to thì các bạn giảm nhỏ đi một chút. Trại con nuôi đầu tiên là giống Rottweiler này nhiều nhất. Trại rất là sạch sẽ. Rồi, tí nữa sẽ có thể cho một hai con ra để quay. Một giống chó nữa là Husky. Giống chó cũng rất là nhiều người ưa thích. Gọi là ngáo đấy. Rottweiler tiếp. Có ba con ngày hôm qua tham gia cái offline ở Buôn Mê Thuật và thành ra là hơi mệt. Ba con hôm nay là nằm yên. Đây là ba đứa này. Ba đứa này ngày hôm qua đi Buôn Mê Thuật đây. Edwin, Kata với lại Bun. Bun là con của Kata. Tiếp đến là Golden. Golden Corgi. Poodle. Rồi đi mô. Rồi, chúng ta sẽ xem nói chuyện với lại bạn Ngọc Thiện một chút để các bạn ở Kon Tum thì các bạn có thể biết đến cái địa chỉ trại chó này. Đây là người thật việc thật và các cái con chó ở trại Marvel được chăm sóc rất là sạch sẽ. Đây, mọi người có thể thấy và chúng nó có khu vực sân chơi sân cỏ tự nhiên luôn. Rất vui vẻ. Ở góc đằng kia thì vẫn còn mấy bạn poodle nữa, nhưng mà đấy, các giống chó thì có thể nhìn ở đây là có thể thấy được các giống chó rồi. Để các bạn mà có quan tâm đến các cái giống chó này thì chúng ta có thể tìm chọn đón những cái con chó ở trại này. Các cái con chó nó được chăm sóc rất là tốt thì khi và nó rất là gần gũi người, chăm sóc con chó nó đầy đủ tình cảm thì nó về nó ở với chúng ta nó cũng sẽ rất là nhanh để nó hòa nhập vào cái cuộc sống của chúng ta. Ok, Thiện cho hỏi tí về cái địa chỉ trại mình là ở đây là ở địa chỉ chính xác là như thế nào nhỉ? Trại mình là nằm ven thành phố Kon Tum, cụ thể là ngay ủy ban phường Nguyễn Trãi, thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Số điện thoại của trại thì liên hệ theo số nào? Tum. Số điện thoại của trại là số 0906 757 468. 0906 757 468. Dạ. Đấy, các bạn mà ai mà có quan tâm thì có thể là chúng ta sẽ liên hệ qua cái số điện thoại đấy. Trại Marvel thì cũng như là trại Gervie nhà mình là không có buôn chó mà chỉ có bán chó của nhà đẻ ra tự tay mình chăm sóc thôi. Thành ra là có thể có lúc các bạn hỏi chó thì nó không có chó con thì các bạn có thể chờ
nhưng nó có một cái sự đảm bảo là 100% chó là nó được chăm sóc rất là tốt và sạch sẽ. Con chó nó khỏe mạnh và nó tình cảm thì chúng ta có thể yên tâm được, kể cả là các giống chó cảnh. Chủ trại Marvel là bạn Ngọc Thiện các bạn nhé. Số điện thoại thì vừa nói rồi đấy, còn cái địa chỉ là ở thành phố Kon Tum cũng vừa mới nói rồi đấy. Thì trại hiện tại bây giờ là nuôi mấy giống Rottweiler này, Husky này, Golden này, Corgi này, Poodle này. Và có thể thời gian tới đây thì sẽ có thêm một hai giống chó nữa, là những cái giống chó mà nhiều người yêu thích. Và 100% thì sẽ là các cái chú chó sẽ được chăm sóc trực tiếp. Các cái con chó của trại Marvel bán ra thì theo cái chia sẻ của anh Thiện thì cũng sẽ là chỉ là bán các cái con chó của trại trực tiếp nhân giống ra thôi và chăm sóc, chứ không có buôn bán. Thành ra về cái nguồn gốc của con chó là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Về con Rottweiler thì 100% chó Rottweiler của trại của bạn Ngọc Thiện là chó Rottweiler thuần chủng, có cái giấy tờ chứng nhận chó giống của Hiệp hội chó giống. Giống Corgi cũng vậy. Golden thì có con không. Poodle thì cũng có con không, bởi vì là các cái giống chó cảnh thì mọi người thường là không cần thiết đến cái giấy tờ đấy. Nhưng mà vẫn có những con có giấy tờ các bạn nhé. Thành ra là cái đấy là theo cái sở thích và cái mong muốn của mọi người thôi. Địa chỉ trại của mình thì là nằm ven thành phố, sau ủy ban phường Nguyễn Trãi. Số điện thoại mình thì 0906 757 468. Cũng mong các bạn có giao lưu hoặc là muốn tới tham quan trại, rồi muốn sở hữu một chú cún thuần chủng về dòng Rottweiler hoặc là Corgi thì các bạn cứ liên hệ với mình, với tinh thần là cũng muốn giao lưu thêm nếu các bạn muốn giao lưu thêm với với thêm rất nhiều giống chó thì cứ liên hệ với mình. Địa chỉ thì mình đã nói rồi. Đó, rồi xin cảm ơn. Xin chào các